hàng ngàn người Singapore tham gia cuộc tuần hành trong ngày lao động quốc tế phản đối kế hoạch dân số của chính phủ, tin từ Singapore. Ít nhất 3.000 người đã tụ tập ở trung tâm thành phố Singapore trong cuộc tuần hành nhân dịp ngày lao động hôm nay để phản đối các chính sách nhập cư của chính phủ và sự chênh lệch thu nhập ngày càng tăng trong nước. Cuộc biểu tình hôm nay tiếp theo sau một trong những cuộc biểu tình lớn chưa từng có ở Singapore với sự tham dự của ít nhất 4.000 người trong tháng 2 để chống lại chính sách của Đảng Nhân dân Hành động, tức PAP, đã cầm quyền trong nhiều năm. Quốc hội do đảng PAP kiểm soát trong đầu năm nay đã phê duyệt một kế hoạch nói rằng dân số 5.3 triệu của đảo quốc có thể tăng trưởng khoảng 30% lên đến 6.9 triệu vào năm 2030, chủ yếu là thông qua những người lao động nước ngoài để bù đắp cho một tỷ lệ sinh sản thấp đã kéo dài từ lâu. Những người chỉ trích nói rằng hòn đảo này đã quá đông đúc với mật độ dân số cao hơn Hồng Kông là đối thủ tranh giành danh hiệu trung tâm kinh doanh châu Á. Họ đổ lỗi cho làn sóng người nước ngoài trong một thập niên qua đã làm cho mức lương không gia tăng, xe lửa đông đúc và vật giá tăng cao, làm cho giá nhà nay ở ngoài tầm với của người dân Singapore bình thường, và nói rằng có thêm người ngoại quốc vào đây sẽ làm thay đổi bản chất của đảo quốc. Người tổ chức cuộc biểu tình, ông Gimbergo, cho biết cuộc biểu tình này không nhắm mục đích chống lại người nước ngoài, mà chống lại chính sách nhập cư của chính phủ, đưa hàng triệu người vào đảo quốc mà không hỏi ý kiến của người dân. Cuộc biểu tình được tổ chức tại công viên bên cạnh khu tài chính hào nhoáng của Singapore, nơi không bị đặt dưới những quy định kiểm soát chặt chẽ đối với việc tụ tập biểu tình. Singapore, với diện tích 714 cây số vuông, là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người hàng năm là 50.000 Mỹ Kim. Quốc gia này được điều hành từ khi có được độc lập vào năm 1965 bởi đảng PAP, được công nhận đã có công biến hòn đảo từ là một tiền đồn thuộc địa của Anh quốc thành một trung tâm thương mại toàn cầu với đường phố sạch sẽ, một dịch vụ dân sự hiệu quả và là nơi có tỷ lệ triệu phú cao nhất thế giới. Nhưng những người dân Singapore tham gia vào cuộc biểu tình hôm nay nói rằng họ không hài lòng với những tác động của sự gia tăng dân số, kết quả của chính sách nhập cư của chính phủ trong những năm gần đây. Một người biểu tình nói rằng người dân biểu tình ôn hòa để nói cho chính phủ biết là không phải tất cả mọi người đều đồng ý với cách làm việc của chính phủ. Và đất nước Singapore không thuộc về chính phủ mà thuộc về mọi người dân Singapore. Những người tham dự cuộc biểu tình được khuyến khích ký một bản kiến nghị trên biểu ngữ phản đối dự báo dân số của chính phủ là sẽ có 6.9 triệu người Singapore vào năm 2030. Những người biểu tình cũng đã chống lại sự gia tăng chi phí sinh hoạt và bất bình đẳng thu nhập trong nước. Singapore là một trong những nơi có sự chênh lệch thu nhập cao nhất trong các quốc gia phát triển. Nhiều người Singapore gặp nhiều khó khăn với một mức lương trung bình hàng tháng là 3.300 Mỹ Kim. Chi phí nhà ở đã gia tăng gấp đôi trong thập niên qua, và Singapore là một trong những quốc gia có mức chi phí mua xe hơi cao nhất trên thế giới, do có nhiều loại thuế khác nhau nhằm hạn chế quyền sở hữu xe hơi. Đảng PAP chiếm 80 trong tổng số 87 ghế trong quốc hội, bất chấp những thất bại trong cuộc bầu cử gần đây.